Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức tổng hợp quốc tế mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Quan chức Nga nói Ukraine đầu hàng hoặc không còn tồn tại. Trong khi giao tranh giữa các bên vẫn ác liệt, người phát ngôn Hạ viện Nga nói rằng Kiev phải đầu hàng hoặc theo các điều kiện của Moscow hoặc Ukraine không còn tồn tại như một nhà nước. Reuters dẫn thông tin từ Kiev hôm 25 tháng 9 cho biết, cảng Odessa ở phía nam Ukraine đã bị tên lửa Nga tấn công trong đêm qua. Các cuộc oanh tạc đã phá hủy các kho ngũ cốc, vốn là nơi trữ gần 1.000 tấn ngũ cốc của Ukraine. Theo Kiev, kể từ tháng 7, khi Moscow rút khỏi thỏa thuận cho phép xuất khẩu nông sản qua các cảng ở Biển Đen, Nga đã tăng cường tấn công vào các cơ sở hạ tầng xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine ở các tỉnh phía nam gồm Odessa và Mykolaiv. Bà Natalia Gumeniak, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Quân sự miền nam Ukraine cho biết, Nga dường như đang cố gắng kiểm soát mật độ phòng không của Ukraine. Theo bà, Moscow hiểu rằng cơ sở hạ tầng cảng là ưu tiên hàng đầu của Kiev. Do đó, đây là lý do tại sao cuộc tấn công được tiến hành trên quy mô lớn bằng nhiều phương tiện kết hợp. Cũng trong ngày 25 tháng 9, Bộ Quốc phòng Ukraine nói rằng cuộc tấn công của Nga và Odessa ở miền nam Ukraine là một nỗ lực trả đũa. Bộ này cho rằng Điện Kremlin đang đáp trả việc Ukraine oanh tạc trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga trên bán đảo Crimea hôm 22 tháng 9. Ukraine đẩy lùi Nga khỏi một phần Kharkiv. Tại thành phố Kupian của tỉnh Kharkiv, Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine ngày 25 tháng 8 tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đã đẩy lùi một nhóm quân Nga ra khỏi khu vực sát biên giới, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin. Theo báo cáo từ Kiev, một số quân Nga đã bị lính bắn tỉa Ukraine loại bỏ. Ngoài ra, binh sĩ Ukraine đã khai hỏa xe tăng và súng cối và chặn đường rút lui của quân đối thủ. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn lời một quan chức thân Nga ở khu vực hôm 25 tháng 9 nói rằng nhóm chiến đấu Dnipro của Nga đã xóa sổ hai khu vực Ukraine đang kiểm soát ở tỉnh Kherson trong ngày trước đó. Nga cảnh báo Ukraine hoặc đầu hàng hoặc không tồn tại. Ông Vyacheslav Volodin, người phát ngôn Duma Quốc gia Nga, Hạ viện Nga ngày 25 tháng 9 nói rằng Kiev sẽ phải đầu hàng theo các điều kiện của Moscow hoặc Ukraine không còn tồn tại như một nhà nước. TASS đưa tin. Theo ông Volodin, phương Tây đã bắt đầu xem xét xung đột Ukraine là một cuộc chiến tiêu hao và đầu tư số tiền khổng lồ vào việc quân sự hóa Kiev. Tuy nhiên, ông nói rằng phương Tây đang gặp phải tình trạng thiếu vũ khí và đạn dược khiến người dân mất lòng tin. Ngoài ra, cuộc phản công thất bại của Ukraine đã tạo ra thêm nhiều vấn đề cho Kiev và đồng minh. Theo ông Volodin, các yếu tố trên cộng thêm một số vấn đề phát sinh đã nói lên một điều rằng Ukraine sẽ không còn tồn tại như một nhà nước trừ khi Kiev đầu hàng theo các điều khoản của Nga. Ukraine chuẩn bị kiện Nga. Các luật sư nhân quyền phối hợp với Văn phòng Tổng công tố Ukraine đang chuẩn bị hồ sơ để nộp lên Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, trong đó cáo buộc Nga cố tình gây ra nạn đói trong một cuộc xung đột vũ trang, theo tờ The Guardian. Theo nội dung báo cáo, mục đích của hồ sơ là ghi lại những trường hợp quân Nga sử dụng nạn đói làm vũ khí chiến tranh. Hồ sơ nêu rõ rằng việc vũ khí hóa thực phẩm đã diễn ra theo 3 giai đoạn. Các giai đoạn được đề cập bao gồm những thời điểm người dân ở các thành phố bị Nga bao vây ở Ukraine không thể tiếp cận lương thực và việc Moscow từ chối gia hạn thỏa thuận ngũ cốc khiến cho Kiev không thể xuất khẩu nông sản. Ba Lan cho phép Ukraine chuyển ngũ cốc qua nước khác. Đài CNN ngày 25 tháng 9 dẫn lời Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết ông đã chuẩn bị các hành lang để cho phép ngũ cốc của Ukraine được chuyển qua lãnh thổ Ba Lan để đến các quốc gia có nhu cầu. Những bình luận này đáng chú ý bởi chính phủ Ba Lan trước đó đã cùng với Hungary và Slovakia áp đặt lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc giá rẻ từ Ukraine nhằm bảo vệ nguồn thu của nông dân các nước này. Quyết định mới theo sau các phát biểu trước đó của Warsaw, trong đó cam kết Ba Lan vẫn sẽ giúp các chuyến hàng đến đích cuối cùng. Trong khi đó, Đại sứ quán Mỹ tại Kiev cho biết Ukraine và Mỹ đã ký một biên bản ghi nhớ. Theo đó, Kiev sẽ nhận được tới 522 triệu đô la Mỹ, tương đương với 12.700 tỷ đồng để tăng cường khả năng phục hồi của hệ thống năng lượng quốc gia. Đại sứ quán Mỹ lưu ý bản ghi nhớ cũng nhằm giúp Ukraine hướng tới cải cách ngành năng lượng và chuyển đổi sang nền kinh tế ít carbon để hội nhập với Liên minh châu Âu sau khi xung đột với Nga kết thúc. Xe tăng bay Su-34 Nga khai hỏa, phá hủy cứ điểm Ukraine. Nga đã triển khai máy bay ném bom chiến đấu Su-34 phá hủy mục tiêu của Ukraine bằng bom dẫn đường. Bộ Quốc phòng Nga ngày 25 tháng 9 đã công bố đoạn video cho thấy các máy bay ném bom Su-34 của quân khu trung tâm đã tấn công các trạm kiểm soát máy bay không người lái UAV của các lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Krasno Liman bằng bom dẫn đường. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các kíp lái Su-34 đang làm nhiệm vụ chiến đấu tại các sân bay suốt ngày đêm, thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên không, bảo vệ hoạt động của các đơn vị lực lượng vũ trang Nga. Su-34 với biệt danh là xe tăng bay là một trong những máy bay ném bom chiến đấu hàng đầu trong kho vũ khí của Nga. Tính linh hoạt là một trong những ưu điểm nổi trội của Su-34, khi máy bay này có thể mang được hầu hết các vũ khí hiện đại của Nga, từ bom không dẫn đường tới tên lửa dẫn đường vệ tinh. Ngoài ra, Su-34 được trang bị hệ thống tác chiến điện tử Khibiny trên đầu cánh máy bay, có nhiệm vụ tiến hành hoạt động đối kháng điện tử nhằm vào các radar, các hệ thống tên lửa phòng không hay là máy bay cảnh báo sớm, mang lại khả năng tàng hình cho Su-34. Trong chiến sự ở Ukraine, Su-34 nhận nhiệm vụ ném bom dẫn đường vào các mục tiêu của Ukraine. Điều này khiến xe tăng bay dễ bị tổn thương ở tầm thấp trước hệ thống phòng không của Ukraine, đặc biệt là với những bệ phóng tên lửa không phát ra tín hiệu radar và không thể bị gây nhiễu. Được thiết kế với vai trò của một tiêm kích bom, Su-34 có thể mang theo 8 tấn bom, tên lửa dẫn đường có độ chính xác lên đến 4.000 km. Đây là một trong những máy bay tấn công mặt đất hàng đầu thế giới và là tiêm kích bom hiện đại nhất trong biên chế quân đội Nga. Ngoài ra, tiêm kích bom này cũng sở hữu một khả năng không chiến khá mạnh mẽ. Theo RIA Novosti, máy bay Su-34 của Nga đã được trang bị lớp bảo vệ mới chống lại các thiết bị tác chiến điện tử EW đối phương, bao gồm cả khả năng bảo vệ chống lại các hệ thống EW do nước ngoài sản xuất. Kết hợp với hệ thống chống EW Khibiny, cùng với các thiết bị gây nhiễu chủ động SAB-14 và SAB-518, tính năng mới được cho là sẽ giúp Su-34 qua mặt phòng không Ukraine hiệu quả hơn. Những chiếc Su-34 được bàn giao kể từ tháng 7 năm 2022 đã được chế tạo theo tiêu chuẩn nâng cao với biến thể Su-34M. Ngoài ra, Nga cũng sản xuất các biến thể Su-34M chuyên thực hiện nhiệm vụ tác chiến điện tử hoặc là trinh sát. Các máy bay Su-34 của Nga thường được trang bị Khibiny, một hệ thống tác chiến điện tử trên không. Một máy bay chiến đấu với hệ thống Khibiny trên bo mạch có thể dễ dàng tàng hình trước radar của đối phương. Trường vô tuyến điện tử bảo vệ mà hệ thống này tạo ra xung quanh máy bay được cho là sẽ làm tên lửa của đối phương trượt mục tiêu. Ngoài ra, hệ thống Khibiny còn có thể giúp kiểm soát hệ thống khí tải trên máy bay Su-34, tạo mồi nhử, gây nhiễu và phá vỡ hệ thống phòng không nhiều lớp của đối phương. Ông trùm tình báo Ukraine cảnh báo sẽ bao vây 15.000 quân Nga và tiêu diệt ở Bakhmut. Giám đốc cơ quan tình báo Ukraine cho biết, quân dự bị gồm 15.000 binh sĩ của Nga bị bao vây gần Bakhmut và sẽ bị tiêu diệt. Ukraine đang chốt chặn lực lượng dự bị mới thành lập của Nga gần Bakhmut và tin tưởng đơn vị 15.000 quân này sẽ bị tiêu diệt, người đứng đầu cơ quan tình báo Ukraine cho biết. Kyrylo Budanov nói với The War Zone rằng Ukraine đang chốt chặn lực lượng Nga ở Bakhmut để ngăn họ triển khai các trục khác nơi cuộc phản công của họ đang tiến về phía trước. Ông Kyrylo nói, người Nga gần đây đã tái triển khai lực lượng dự bị duy nhất của họ, Tập đoàn quân 25, lực lượng này mới thành lập và chưa hoàn thành. Hiện nay, đơn vị này được triển khai về phía bắc Bakhmut và đó là nơi họ sẽ được chôn cất. Hồi tháng 8, Bộ Quốc phòng Anh cho biết quân đội vũ trang tổng hợp số 25 đã được thành lập vào mùa hè này. Trong một động thái hiếm hoi của quân đội Nga, vốn hiếm khi thành lập các tổ chức mới trong suốt cuộc xung đột, đơn vị này bất ngờ được triển khai ra tiền tuyến, bất chấp việc các binh sĩ được thông báo rằng họ sẽ được cử đi chiến đấu vào tháng 12, Bộ Ngoại giao Anh cho biết trong bản cập nhật hồi đầu tháng này. Bản cập nhật cho biết việc triển khai vội vã của họ có thể là dấu hiệu cho thấy Nga tiếp tục vật lộn với một lực lượng quá căng dọc mặt trận, hiện chưa rõ chính xác thời điểm đơn vị này được triển khai. Trong khi giao tranh tiếp tục diễn ra ác liệt xung quanh thành phố phía đông Bakhmut mà Nga chiếm đóng hồi tháng 5, thì cuộc phản công của Ukraine đã được đẩy mạnh ở khu vực Zaporizhia ở phía nam đất nước. Oleksandr Tanavsky, tướng Ukraine chỉ huy cuộc phản công ở tiền tuyến phía nam đất nước, nói với CNN trong một báo cáo công bố hôm thứ Bảy rằng quân của ông đã đột phá gần thành phố Verbov ở khu vực đông nam Zaporizhia và họ tiếp tục tiến xa hơn. Budanov cho biết mối đe dọa mất Bakhmut khiến người Nga phải tái triển khai lực lượng ngày càng bổ sung tới khu vực Bakhmut. Điều này tất nhiên làm tiêu hao nguồn lực của họ từ các hướng khác như phía Nam. Thưa quý vị và các bạn, chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng, Ukraine đã đưa ra cáo buộc về việc Nga tiến hành một loạt cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại Kiev và nhiều thành phố lớn khác của Ukraine vào ngày 21 tháng 9 vừa qua. Theo tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzali, tên lửa của Nga đã tiến hành nhiều cuộc tấn công liên tiếp từ nhiều phương hướng khác nhau. Đồng thời, chúng liên tục thay đổi đường bay để làm khó cho nỗ lực đánh chặn của Ukraine. Tuy nhiên, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ thành công 36 trong số 43 tên lửa Nga, bao gồm cả tên lửa hành trình KH-101, KH-555, KH-55 và tên lửa S-300. Theo Ukrenergo, các cơ sở năng lượng ở miền Tây và miền Trung Ukraine đã bị hư hại, gây mất điện một phần ở các vùng Repene, Zitomia, Kiev, Dnipropetrovsk và Kharkov. 398 khu định cư đã bị ngắt điện. Nhiều khu định cư trong số này nằm ở các khu vực tiền tuyến của Donetsk, Zaporizhia, Kharkov, Kherson và Sumy. Được biết, Tập đoàn Năng lượng Ukrenergo thuộc sở hữu của nhà nước Ukraine. Sau 6 tháng, đây là vụ tấn công hàng loạt đầu tiên vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine của Nga. Về phía Nga, Nga cho biết quân đội của họ đã sử dụng tên lửa hành trình và máy bay không người lái cảm tử để tấn công cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng của Ukraine. Mục đích của hoạt động này là phá hủy các cơ sở công nghiệp quân sự, trung tâm tình báo vô tuyến và địa điểm huấn luyện các nhóm phá hoại của lực lượng vũ trang Ukraine. Theo thông tin của Nga, thì tất cả các mục tiêu đều bị phá hủy. Trong cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng vào ngày 21 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Biden đã cam kết sẽ cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine trong tuần tới. Việc này sẽ giúp Ukraine nâng cao khả năng phòng thủ của mình trước các tình huống bất ổn trên lãnh thổ. Trong buổi tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhấn mạnh rằng chính quyền của ông sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine. Ông cho biết đã thông qua gói viện trợ an ninh mới trị giá 128 triệu USD cho Ukraine nhằm giúp củng cố năng lượng phòng không của nước này và bảo vệ hạ tầng thiết yếu cung cấp nhiệt và ánh sáng trong những ngày tối tăm và lạnh giá. Tổng thống Biden cũng cam kết sẽ cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine trong tuần tới như là một phần trong cam kết của Mỹ với nước này. Tổng thống Biden đã đồng ý cung cấp 31 xe tăng Abrams cho Ukraine hồi tháng 1. Theo Tổng thống Biden, các xe tăng hạng nặng Abrams này sẽ tới Ukraine trong tuần tới. Mỹ đã thông báo chuyển xe tăng M1 Abrams cho Ukraine vào tháng 2 và Lầu Năm Góc sau đó cho biết sẽ viện trợ biến thể M1A1 ít phức tạp hơn để đẩy nhanh tiến độ bàn giao. Tổng cộng, Mỹ dự định viện trợ 31 xe tăng Abrams cho Ukraine. Nhiều quan chức phương Tây hy vọng xe tăng M1A1 Abrams sẽ giúp Ukraine vượt qua phòng tuyến kiên cố của Nga trong đợt phản công. Lô đầu tiên sẽ gồm khoảng 6 đến 8 chiếc. Chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Zelensky diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Biden đang đề nghị Quốc hội thông qua ngân sách bổ sung 24 tỷ USD viện trợ cho quân sự, nhân đạo và tài chính cho Ukraine. Việc sử dụng xe tăng M1 Abrams do Mỹ sản xuất sẽ là một sự bổ sung có giá trị cho quân đội Ukraine trong bối cảnh Kiev đang tiếp tục đẩy mạnh phản công. Tuy nhiên, hiệu quả của loại xe tăng này trong việc tạo ra bước ngoặt trong xung đột ở Ukraine vẫn chưa được chứng minh một cách rõ ràng. Có thể sử dụng xe tăng M1 Abrams để thay đổi cục diện xung đột hay không, điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như chiến thuật, kỹ năng điều khiển và sự hỗ trợ từ các lực lượng khác. Ngày 19 tháng 9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết xe tăng Abrams của quân đội Mỹ sẽ sớm đến Ukraine và họ sẽ bổ sung thêm khả năng bọc thép đáng gờm khác để loại xe tăng này tham gia chiến đấu cùng những chiếc Leopard đã có mặt trên chiến trường. Theo chuyên gia phân tích quân sự Michael Peck, dù sự xuất hiện của xe tăng Abrams tại tiền tuyến sẽ tăng thêm sức mạnh cho cuộc phản công của Ukraine, nhưng chúng sẽ chỉ hiệu quả nếu Kiev sử dụng tốt cùng với các chiến thuật phối hợp vũ khí. Vào đầu năm nay, Mỹ đồng ý viện trợ 31 xe tăng chủ lực M1A1 Abrams cho Ukraine sau nhiều tháng từ chối yêu cầu này. Lầu Năm Góc sau đó cho biết sẽ viện trợ biến thể M1A1 được tân trang lại. Một số đồng minh phương Tây cũng đã cung cấp cho Ukraine các xe tăng chiến đấu chủ lực như Leopard 2 và Challenger 2. Ông Peck đã nói rằng, dù xe tăng Abrams là sự bổ sung có giá trị cho Ukraine, nhưng 31 chiếc xe không đủ để thay đổi diễn biến trên chiến trường. Một số chuyên gia quân sự cũng bày tỏ sự hoài nghi về những lợi thế của Ukraine sau khi được trang bị thêm một loại xe tăng mới vào lực lượng vũ trang. Marina Miron, nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại khoa nghiên cứu chiến tranh của Đại học King College London cho biết rằng, về mặt quân sự, Ukraine sẽ gặp nhiều thách thức hơn là lợi thế khi có thêm xe tăng mới. Bà cho rằng việc sử dụng xe tăng Abrams trong chiến tranh phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như chiến thuật, kỹ năng điều khiển và sự hỗ trợ từ các lực lượng khác. Các nhà quan sát cho rằng mùa đông sắp tới với thời tiết không thuận lợi sẽ khiến cuộc phản công trở nên khó khăn hơn. Quân đội Ukraine cần phải cân nhắc kỹ lưỡng việc tham chiến của những chiếc M1 Abrams. Việc sử dụng xe tăng Abrams trong chiến tranh phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó điều kiện thời tiết là một yếu tố quan trọng. Vào mùa đông, lực lượng Ukraine sẽ phải đối mặt với những trận mưa lớn có thể khiến các con đường đầy bùn lầy và thời tiết băng giá khiến việc hoạt động chiến đấu trở nên khó khăn hơn. Theo chuyên gia Peck, xe tăng Abrams hoạt động tốt nhất trong điều kiện thời tiết khô ráo. Vì vậy, việc sử dụng xe tăng này trong điều kiện bùn lầy và tuyết sẽ là một thử thách đối với Ukraine. Ngoài ra, một số khu vực còn có nhiều sông và suối. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng di chuyển của xe tăng Abrams trên chiến trường. Thiếu tướng Kyrylo Budanov, lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự của Ukraine cho biết quân đội Ukraine không tỏ ra e ngại trước những khó khăn vào mùa đông và sẵn sàng tiếp tục chiến đấu trên mọi mặt trận. Ông Budanov nói rằng cuộc giao tranh sẽ tiếp tục bằng cách này hay cách khác và chiến dịch tấn công sẽ không bị gián đoạn dù chiến đấu trong thời tiết lạnh, ẩm ướt và bùn lầy sẽ khó khăn hơn. Tuy nhiên, quân đội Ukraine vẫn cần phải cân nhắc kỹ lưỡng việc sử dụng xe tăng Abrams trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mùa đông. Trong tuần vừa qua, các quan chức Ukraine cho biết dù chiến dịch phản công mùa hè của Ukraine tập trung vào khu vực phía nam Zaporizhia, Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát hai ngôi làng ở phía đông khu vực Donetsk gần thành phố Bakhmut. Đầu tháng 9, các lực lượng Ukraine tuyên bố đã chọc thủng phòng tuyến đầu tiên trong hệ thống cứ điểm của Nga tại tỉnh Zaporizhia. Ukraine cho biết các lực lượng của Kiev hiện đang ở giữa lớp phòng tuyến thứ nhất và thứ hai quanh thị trấn Robotin. Ukraine sẽ hy vọng sử dụng xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp để tiếp tục tiến về phía nam, tới thành phố Tomak hiện do Nga kiểm soát, sau đó tới Melitopol và cuối cùng là hướng tới biển Azov. Các chuyên gia cho rằng, vào thời điểm hiện tại Ukraine cần xem xét việc sử dụng hợp lý ba loại xe tăng chiến đấu chủ lực khác nhau của phương Tây trên chiến trường. Bà Miron, một nhà nghiên cứu sau tiến sĩ tại Đại học King College London, cho rằng việc sử dụng ba loại xe tăng ở những nơi như Zaporizhia sẽ tạo ra thách thức về mặt hậu cần và có thể gây áp lực cho hệ thống hậu cần của Ukraine. Nếu thành công, lực lượng của Moscow có thể khiến các xe tăng Abrams, Challenger hoặc Leopard không thể hoạt động hết khả năng. Ngoài ra, việc bảo trì cho xe tăng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong môi trường mưa và bùn lầy, đòi hỏi phải vệ sinh và bảo trì xe tăng thường xuyên hơn. Bà Miron cũng nói rằng M1 Abrams sử dụng nhiều nhiên liệu và Ukraine cần đảm bảo nguồn nhiên liệu đó có sẵn. Bên cạnh đó, Ukraine cũng cần phải có đủ đạn dược cho các loại xe tăng khác nhau do phương Tây cung cấp. Bà Miron cho rằng không phải tất cả các loại xe tăng sử dụng cùng một loại đạn và nguồn đạn dược không phải lúc nào cũng có sẵn. Do đó, nếu quân đội Ukraine không nhận được đủ lượng đạn dược cần thiết, điều này sẽ làm giảm tính hữu dụng của xe tăng Abrams hoặc bất kỳ loại xe tăng nào khác. Khi xuất hiện trên chiến trường, xe tăng Abrams sẽ phải đối mặt với hệ thống phòng thủ vững chắc của Nga. Chuyên gia Peck cũng nhấn mạnh rằng hiệu quả của xe tăng Abrams trong việc vượt qua các bãi mìn và phòng tuyến giăng rồng của Nga là một câu hỏi chưa có câu trả lời chính xác. Lực lượng Nga đã sử dụng nhiều vũ khí chống tăng và mìn chống tăng, gây tổn thất lớn cho xe thiết giáp của Ukraine trong quá khứ. Sử dụng xe tăng M1 Abrams có thể giúp Ukraine tăng cường sức mạnh quân sự nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức và rủi ro. Việc đánh giá hiệu quả của loại xe tăng này trong việc thay đổi cục diện chiến trường cần thời gian để có câu trả lời chính xác. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.